bị thu hồi đất chỉ vì không biết điều này, hãy xem để phòng tránh. Theo quy định tại khoản 6 điều 81 luật đất đai năm 2024, người sử dụng đất không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính bao gồm nộp tiền sử dụng đất, các loại thuế là một trong những lý do khiến đất bị thu hồi. Trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất hoặc thuê đất mà đã bị cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế nhưng vẫn cố tình không chấp hành thì cơ quan quản lý thuế sẽ gửi một văn bản đề nghị thu hồi về thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo khoản 4 điều 18 nghị định 126 sạch năm 2020 sạch NDCP quy định về thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài như sau. một Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo. 2. Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, Người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo. 3. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo. Trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ, trên đây là thông tin về việc nộp tiền sử dụng đất và chế tài của pháp luật người dân cần nắm rõ để không vi phạm vào ngay gulan vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc